Thưa quý vị, biển động sóng lớn đã đánh dạt số lượng lớn nghêu tím vào bờ biển xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Hào hứng với lọc biển, rất đông người dân kéo nhau mang theo các dụng cụ để nhặt nghêu về chế biến món ăn hoặc đem bán nhà thương lái. Theo người dân, trung bình từ sáng cho đến trưa, mỗi người có thể nhặt được từ 30 cho đến 45 kg nghêu tím. Tuy vậy thì nghêu bị sống đánh vào, nhiều con đã bị chết, mở miệng. Người dân sẽ phân loại tách vỏ để đem về làm thực phẩm hoặc là bán cho thương lái ngay tại bờ biển với giá 20.000 đồng mỗi ký ông nguyễn văn hùng chủ tịch ủy ban nhân dân xã cẩm nhượng cho biết hiện tượng nghêu tím trôi giạt vào bờ như hiện nay là lần đầu tiên tại địa phương cũng không có hộ gia đình nào nuôi loại này hiện địa phương vẫn chưa biết nguyên nhân vì sao nghêu tím giạt vào nhiều như vậy